Hai, chào mọi người. Hôm nay tụi chơi có đêm tối nhỉ? Mẹ ơi, chú có hàng xóm nhỉ? Đây rồi. Mẹ chú ra ngoài. Ngôi nhà tuyết. Mẹ phải lấy con vải tăng. Mình ra hoa cho ông Peter. Thank you.
Nghe chuyển sang cậu ấy, cậu ấy phần 2 ấy. Thank you.